cái vụ mùa làm bột sắn dây rơi vào tầm tháng tháng 3, tháng 4, tháng 5 đấy, tháng 6 loanh quanh tầm đấy. Thì cái thời điểm đấy sẽ có rất là nhiều bột sắn dây, bởi vì mọi người thu hoạch sắn dây xong rồi mang về làm bột. Thì tại sao bột sắn dây Kinh Môn có rất là ngon? Thì ngoài khí hậu đất đai thổ nhưỡng, ngoài có một lý do rất là quan trọng mà không phải ai cũng biết. Đó là khi mọi người thu hoạch từ về vòng 24 giờ cho đến căng nhất là đến 2 ngày, thì mọi người đã làm bột sắn dây. Thì vì như vậy cái hương thơm và chất lượng bột nó sẽ cao hơn rất rất là nhiều. Đấy là một trong những cái bí kíp của nhà mình mà mình chia sẻ để các bạn hiểu hơn, thì các bạn có thể áp dụng. Như thế thì ví dụ kể cả hoa quả hay là những cái gì thôi, các bạn để quá lâu ở ngoài thì chất lượng nó sẽ phải giảm, đúng không ạ? Đấy, bột sắn dây ở Kinh Môn cũng thế thôi. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy ngay cạnh nhà mình đây là một cái vườn sắn dây, và khi thu hoạch phát cho vào nhà, dọn dẹp xong rồi vứt vào đấy. 24 giờ nhà mình làm bột, mà mỗi một nhà sẽ làm một số sản lượng, không quá nhiều đâu, chỉ tùy theo nhà. Có nhà nói chung là không thể dưới vài tạ được, tính tấn đổ lên. Ngoài ra còn kỹ thuật đấy mọi người làm đó. Thì như kiểu mình nói ấy, thì khi mà các bạn mua những cái thời điểm mà mọi người đang rất là nhiều thu hoạch sắn dây, thì người ta mua củ sắn dây nhá, người ta sẽ đầu tiên người ta mua củ, sau đó người ta khi mà người ta xong cái mùa mua củ ấy là tháng 3 đến tháng 4 là bắt đầu rỡ, thì xong cái thời mua củ là 5 ngày đổ lên thì bắt đầu mọi người bắt đầu làm bột để bán quanh năm. Bởi vì cái ngày xưa là mọi người không biết, chỉ biết là dùng củ để bán và không được giá. Bây giờ mọi người biết làm bột mà đổ buôn hay đi phân phối thì các bạn có thể nhập thời điểm đấy giá rất là tốt. Còn nếu những bạn nào mà nhập nhỏ lẻ và kiểu như là muốn tập thành buôn bán thì các bạn có thể nhập qua bên nhà mình với vai trò cộng tác viên, nhà mình hỗ trợ cho các bạn nhập. Còn nếu các bạn nhập hàng tạ hay là vài chục cân hay là nhiều đổ lên thì các bạn sẽ phải liên hệ với nhà mình, báo trước cho nhà mình sẽ chuẩn bị. Năm nào nhà mình cũng có nhưng phải chuẩn bị trước, bởi vì là thật ra là bây giờ sắn dây rất là nhiều người sử dụng rồi, và cái giá sắn dây nó cao hơn so với bình thường trong năm trước các bạn ạ. Nếu các bạn nào có những câu hỏi nào về bột sắn dây, về nhập bột sắn dây thì các bạn hãy đặt câu hỏi bên mình.